hơi thở của sấm sét. Thức thứ nhất, lục liên, phích lịch nhất thiểm. Cái gì vậy bà nói? Sấm đấy thì cũng mạnh đấy, nhưng mà liệu có mạnh bằng sấm này hay không? Chín đầy, Shinobi Change. Ha! Thiết kế mang hình dáng của một con bọ cánh cứng hệ Tà Mõm Vương. Đen, trắng và vàng là ba tông màu chủ đạo. Với nét cơ khí và kim loại đặc trưng, minh chứng cho việc thành công đến từ sự đơn giản. Cặp sừng làm bằng nhựa dẻo nên rất an toàn. Thật tiếc là vì mình không có sừng của bọ anh để thay thế. Tuy không được mạ chrome vàng nhưng đổi lại là sự an tâm khi chơi. Những chi tiết của loài bọ như phần chân, phần cánh đều được bám rất là sát. Phần dây đeo được làm bằng vải dù chắc chắn, kèm theo logo của phái Chấn Lôi được nằm ở chính giữa. Quá là ngon lành, không gì để chê. Tích hợp âm thanh, ánh sáng. Và ẩn bên trong là Shinobi Medal với cặp sừng đặc trưng. Xung quanh là 5 cánh được làm cách điệu như một cái trong tróng. Và thực sự khi bung đôi cánh, nó rất giống với một con bọ ngoài tự nhiên. Chẳng biết nói gì ngoài hai từ đỉnh cao sáng tạo từ những năm 2000. Ngày xưa tôi cũng có em hàng này nhưng mà chỉ là hàng Trung Quốc. Thế nên bây giờ khi mà đeo hàng chính hãng lên ý, cảm giác cái phần dây nó mượt, khác bọt lắm anh em ạ. Mà phải công nhận là cái thiết kế biến hình ngày xưa nhìn nó đẹp nhỉ anh em, nhỏ nhỏ gọn. Màu sắc thì đơn giản, âm thanh đơn điệu, cách thức chơi thì cũng chả có quá nhiều điều. Thế nhưng mà cần đến mấy cái đấy để làm cái gì? Chỉ cần như thế này thôi là em nó đã quá gọi là mắc bên trên linh rồi. Kiểu nó cứ gọi là bị ok anh em nhở.